Tối ngày 12 tháng 10, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức buổi họp mặt doanh nghiệp doanh nhân, nhân nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Đến dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân dân tỉnh, bà Nguyễn Tài Thi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân dân tỉnh, ông Võ Đức Trong, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thông tin đến các đại biểu tham dự buổi họp mặt, ông Trần Hữu Hậu, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh cho biết, tiếp nối truyền thống của doanh nhân Việt Nam, từ khi thành lập cho đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tập hợp đoàn kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của các doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trong tỉnh. Cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân của tỉnh ngày càng tự tin, trưởng thành, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng ổn định phát triển. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thành Tâm, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Mong muốn cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, thể hiện mạnh mẽ vai trò tiên phong đi đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời nhấn mạnh tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà phát triển lớn mạnh.